thương xót Chúa dành cho những ai tâm hồn nghèo khó. Lòng thương xót Chúa ủi an những ai trong đời khổ đau. Lòng thương xót Chúa thỏa thuê khát khao nên người công chính. Lòng thương xót Chúa ở bên những ai đời sống hiền lành. Ôi bao la, lòng thương xót của Chúa hai hà. Như người cha chờ đứa con xa mà giang tay gắn hoang hoang đang về nhà. Ôi cao xa, sâu là như tình mẹ u ấm bao che, hằng thương nghe những ai van nài hôm mai. Lòng thương xót Chúa dành cho những ai có lòng bạc ái. Lòng thương xót Chúa tỏ cho những ai coi lòng sạch trong. Lòng thương xót Chúa chở che những ai khi bị áp bức. Lòng thương xót Chúa tặng ban phúc vinh người kết hòa bình. Ôi bao la, lòng thương xót của Chúa hai hà. Như người cha chờ đứa con xa mà giang tay gắn bó hoang đang về nhà. Ôi cao xa, lòng thương xót của Chúa sâu là như tình mẹ u ấm bao che, hằng thương nghe những ai van nài hôm mai. Thương xót Chúa dành cho những ai tâm hồn nghèo khó. Lòng thương xót Chúa ủi an những ai trong đời khổ đau. Lòng thương xót Chúa thỏa thuê khát khao nên người công chính. Lòng thương xót Chúa ở bên những ai đời sống hiền lành. Ôi bao la, lòng thương xót của Chúa hai hà. Như người cha chờ đứa con xa mà giang tay gắn bó hoang đang về nhà. Ôi cao xa, lòng thương xót của Chúa sâu là như tình mẹ u ấm bao che, hằng thương nghe những ai van nài hôm mai. Như tình mẹ u ấm bao che, hằng thương nghe những ai van nài. Nhà Aaron thờ
kính Chúa Trời. Hãy nói lên lời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy cảm tạ Chúa, hãy cảm tạ Chúa Alleluia. Ngàn đời tình Chúa, ngàn đời tình Chúa. Được sống để bao loan xa việc Chúa đã làm. Chúa có xưa phạt không nỡ để mạng vong. Hãy cảm tạ Chúa, hãy cảm tạ Chúa Alleluia. Ngàn đời tình Chúa, ngàn đời tình Chúa. Việc Chúa ra tay thật quá cao vời. Hãy hát ca ngợi, đây chính ngày làm nên. Hãy cảm tạ Chúa, hãy cảm tạ Chúa Alleluia. Ngàn đời tình Chúa, ngàn đời tình Chúa. Xem ai mà cành sườn đôi tay quen này. Bình an cho anh em, bình an cho anh em. Hãy nhận lấy thánh thần mà ra đi, loan tin mừng cho muôn dân. Cho anh em đây thầy đã sống lại, thật có phúc cho ai không thấy mà tin. Riêng ông Thomas vì ở xa khi Chúa tới nhà, thấy nỗi điệu chẳng vội tin là Chúa phục sinh. Khi xem dấu đinh, nhìn bàn tay hay vết bên sườn, lòng vỡ tan ra mà thần phục tin đây là thầy. Bình an cho anh em, bình an cho anh em. Nhận lấy thánh thần mà ra đi, loan tin mừng cho muôn dân.
cho anh em. Đây Thầy đã sống lại, thật có phúc cho ai không thấy mà tin. Dẹp vời mưu mô gian tà, bình an cho anh em, bình an cho anh em. Hãy nhận lấy thánh thần mà ra đi, loan tin mừng cho muôn dân. Cho anh em đây Thầy đã sống lại, thật có phúc cho ai không thấy mà tin.